Bất động sản Cần Duộc Long An, em xin chào quý cô chú, quý nhà đầu tư. Lời nói đầu tiên cho em gửi lời chúc một ngày mới tốt lành. Hôm nay em giới thiệu một miếng đất full thổ cư, mặt tiền đường xe tải, tọa lạc tại Mỹ Lộc, Cần Duộc, Long An. Đây là con đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu, hướng này mình ra tiến tránh quốc lộ 50 và cầu Cần Duộc là 2 km. Còn hướng ngược lại là mình đi về cầu Long Thượng và chợ Long Thượng này quý vị. Đây quý vị cứ đi thẳng 3 km nữa là về tới cầu Long Thượng nha. Còn cái hướng này là hướng vào đất của em đang giới thiệu cho cô chú anh chị và nhà đầu tư. Con đường là Kinh Giáp Mè, tiếp giáp với Mỹ Lộc Phước Hậu. Trọng tải là 2 tấn rưỡi nha quý vị. Đây xe tải 2 tấn rưỡi ra vào thoải mái nha. Đây là con đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu. Rồi bây giờ xin mời tất cả cô chú anh chị và các nhà đầu tư song hành cùng em vào tới miếng đất mà em đang giới thiệu nha. Từ vị trí ngã ba này review vào tới cái miếng đất là 1 km nha quý vị. Xe tải 2 tấn rưỡi ra vào thoải mái nha. Đất thổ cư, sổ hồn riêng, sổ thể hiện mặt tiền đường Kinh Giáp Mè, đường thông nghe quý vị. Con đường này trọng tải 2 tấn rưỡi nha. Đường bê tông 4,5 m. Đất thổ cư, sổ hồn riêng, tọa lạc tại Mỹ Lộc, Cần Duộc, Long An. Của em nằm ở phía trước nha. Từ ngã ba Mỹ Lộc Phước Hậu và con đường Kinh Giáp Mè, mình chạy thẳng vô vị trí miếng đất em nằm bên tay trái nha quý vị. Quý cô chú, quý nhà đầu tư, mình ở quận 5, quận 6, quận 7, mình di chuyển về đây rất là thuận tiện nha. Tiến tránh quốc lộ 50 cầu Cần Duộc, mình chạy thẳng vô cái con đường Mỹ Lộc Phước Hậu. Mình rẽ tay trái là mình chạy thẳng vô tới miếng đất rồi nha quý vị. Đây vị trí đất của em nha. Vị trí đất của em là nền số 3. Ở đây là nền số 1 nè. Còn ở đây là nền số 2. Còn đây là nền số 3. Nền số 3 em đang kêu bán nghe cô chú anh chị và nhà đầu tư. Có cắm cọc ranh giới rõ ràng nha. Đây từ cọc sơn đỏ này qua cọc sơn đỏ bên này là ngang 4,5 m, chiều dài là 25 m, full thổ cư nha. Sổ hồn riêng. Đường trước đất là đường bê tông 4,5 m, trọng tải 2,5 t nha, đường thông. Con đường này quý vị cứ đi thẳng luôn là ra tới tỉnh lộ 835A đó. Còn con đường này quý vị đi thẳng qua 200 m nữa là tới con đường cộng đồng Lộc Hậu nha quý vị. Nó đường thông. Còn đây là ra Mỹ Lộc Phước Hậu, ra tiến tránh quốc lộ 50 và cầu Cần Duộc. Đường thông nghe quý vị. Vị trí miếng đất của em nằm ở là hướng chính tây nha.
Vị trí miếng đất nằm trực diện hướng chính tây luôn nha quý vị. Đất sạch đẹp, nền cao ráo nha quý vị. Xung quanh đất là không mò mả cho nha quý vị. Sạch đẹp, tiện đầu tư, kinh doanh, xây nhà ở hoặc nhà bán nha quý vị. Diện tích ngang 4,5 m, dài 25, giá bán là 1.250.000.000 nha. Sổ hồng riêng chính chủ, sổ thể hiện, mặt tiền đường kinh giáp mè luôn nha quý vị. Đất có cắm cọc rõ ràng nha, sơn đỏ nha quý vị. Ngang 4,5 m, dài 25, giá bán là 1.250.000.000. Tọa lạc tại Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Đường xe tải 2,5 t. Đường thông nha, một hướng là ra Mỹ Lộc, Phước Hậu, là ra Tiến Chánh, Quốc lộ 50 và cầu Cần Giuộc. Một hướng ra tỉnh lộ 85A nha. Giá bán là 1.250.000.000. Em xin chào tất cả các cô, các chú và các nhà đầu tư đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em. Quý vị nào chưa đăng ký kênh nhớ đừng quên đăng ký để theo dõi video tiếp theo, cũng như là giá cả thị trường của bất động sản Cần Giuộc, Long An. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.